Cô chào tất cả các em. Ở tiết học đạo đức trước, chúng ta đã được tìm hiểu những việc làm để chăm sóc bản thân. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tiết 3 của bài Tự chăm sóc bản thân. Qua tiết thực hành. Buổi sáng thức dậy, em thường làm những gì nào? À, đúng rồi. Sáng thức dậy, các em thường đi vệ sinh, đánh răng, rửa mặt cho sạch sẽ. Vậy các em đánh răng như thế nào? Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em đánh răng đúng cách nhé. Bước 1. Các bạn rửa sạch bàn chải, lấy một lượng kem vừa đủ. Bước 2. Các bạn xoay tròn bàn chải, chải mặt ngoài của răng. Bước 3. Các bạn chải hàm trên hất xuống, chải hàm dưới hất lên, chải xuống mặt ngoài của răng nhé. Bước 4. Các bạn chải lên, chải xuống hoặc xoay tròn mặt trong của răng. Bước 5. Các bạn chải mặt nhai của răng, đặt lông bàn chải song song với mặt nhai của răng, sau đó kéo từ trong ra ngoài hoặc đuôi lên. Bước 6. Các bạn dùng bàn chải chải lưỡi từ trong ra ngoài. Bước cuối cùng, các bạn súc miệng bằng nước sạch, rửa sạch bàn chải sau khi đánh răng nhé. Vậy là các em vừa quan sát xong các bước đánh răng đúng cách. Các em ạ, chải răng đúng cách vào mỗi buổi sáng, buổi tối và sau khi ăn xong không những giúp cho hàm răng mình chắc khỏe và có hơi thở thơm tho và nụ cười đẹp nữa đấy các bạn ạ. Vậy ngoài đánh răng để giữ cho cơ thể khỏe mạnh, chúng ta cần phải làm gì nữa các bạn? À, rất là chính xác, đó là rửa tay đúng cách. Khi nào con cần phải rửa tay? À, đúng rồi, chúng ta sẽ rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi hắt hơi, sau khi chơi với thú cưng và sau khi chơi ngoài sân nhé. Theo em, lợi ích của việc rửa tay là gì? À, đúng rồi, rửa tay thường xuyên sẽ giúp làm sạch vi khuẩn, bảo vệ sức khỏe của bạn. Sau đây, cô sẽ hướng dẫn cho các em 6 bước rửa tay đúng cách. Bước 1. Làm ướt hai bàn tay dưới vòi nước, cho xà phòng vào lòng bàn tay và xoa đều. Bước 2. Chà lòng bàn tay này lên mu bàn tay kia và kẽ ngoài cửa cốc ngón tay và ngược lại. Bước 3. Chà hai lòng bàn tay vào nhau, miết mạnh các ngón tay và kẽ ngón tay. Bước 4. Chà mặt ngoài các ngón tay của bàn tay này vào lòng bàn tay kia. Bước 5. Dùng bàn tay này xoay ngón cái của bàn tay kia và ngược lại. Bước 6. Xoay các đầu ngón tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại, rửa tay sạch dưới vòi nước. Bước rửa tay đúng, ta cùng rửa nào. Làm tay ướt, thêm xà phòng, xoa vào lòng chà tới chà lui, chà bên trái rồi chà bên phải, cùng chà đều cho sạch bàn tay. Và bây giờ qua bước số 2, chà bên ngoài cùng đá kẽ tay, đang bên trái rồi đang bên phải, cứ lặp lại rồi qua bước 3. Lòng bàn tay hãy chà vào nhau, miết thật mạnh kẽ ngón sạch bông, miết bên trái ta miết bên phải. Nếu làm xong thì qua bước 4. Làm bước cuối cùng, đầu ngón tay xoay lòng bàn tay, xoay tay trái rồi đổ.
Các em hãy nhớ, biết tự chăm sóc bản thân là biết yêu thương chính mình. Chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chào tạm biệt các em.